Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của bé Kim Tuyền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai giảo nha quý vị. Thì ở đầu clip này có một cây mai cũng hoành 30-36 hoành đế nôm nha quý vị. Đây, tay cành đó quý vị ha. Bông thì quá sắc đẹp ha. Giảo không à, quá sắc cánh luôn. Thì chủ cây mai này rao bán với giá là 8 triệu nha quý vị. Rồi, mình sẽ vào trong để gặp Kim Tuyền và báo giá một số cây mai nhỏ nha quý vị. Đầu clip có cây mai bự ha. Rồi, xin kính mời quý vị và các bạn mình vào trong nha. Đây, mình vào trong quý vị. Chào em. Dạ, em chào thầy Tấn trên kênh Mai Vàng Quay Dừa. Em cũng chào cô chú anh chị gần xa đang theo dõi clip của em. Hôm nay thì em cũng về 35 gốc mai giảo hạt Thủ Đức, bông từ 6 đến 12 cánh. Điện thoại của em thì số điện thoại em để trên tiêu đề, còn hình thức ship thì em sẽ bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Địa chỉ của em thì vẫn như là cũ, ở xã An Hải Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Và địa chỉ thứ hai của em thì vẫn ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Mà mai ngoài Bà Rịa là mai Thần Chậu. Nay mình có khuyến mãi gì không em? Dạ, bữa nay em khuyến mãi là cô chú anh chị nào mua 5 cây em tặng 1 cây nha cô chú anh chị. Rồi, mua 5 tặng 1 nha quý vị. Dạ. Rồi. Cái thời tiết ở ngoài miền Bắc bây giờ đó, mình lấy những cái cây này về chơi rất là thích hợp. Rồi. Dạ. Rồi, ở khu vực miền Đông, miền Tây, miền Trung, miền Nam mình ở đây thì cây này thì tới năm sau mình chơi hoa, chứ bây giờ mình chơi hoa sớm nha quý vị. Rồi, mã số đầu tiên của clip là mã số 36. Cây 36 này cao khoảng 1m6. Rồi, 1m6. Dạ. Tay cành quá xá luôn. Tàn thì rất là rộng, tròn. Tay cành đặt kẹo nè ha. Rồi, cho cái hoành luôn. Tay cành quá xá luôn, đặt kẹo không có gì. Hoành 25. Rồi. Cây số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị 1 triệu tư. Dạ, cây 36. Rồi. Em tiếp cây 36 em vô luôn 1 triệu tư. Rồi, tay cành quá xá luôn, có đế luôn nhưng quý vị. Có bộ đế luôn. Rồi, mình xuống cây. Mình qua cây 37 qua bên đây quý vị ơi. Cây 37 thì cao khoảng chừng 1m4 thôi này. Rồi, 1m4. Rồi, tay cành ở đây quý vị. Tay cành cũng chia rất là đều ha. À, đôi mai nhỏ này về là em tước lá hết, có thời gian là em tước sạch sẽ hết. Rồi, mình cho cái hoành luôn, tay cành đều đó, ở dưới gốc bự, từ từ lên nhỏ lại. 24 hoành. Cây số 37 này em giao lưu 800. Rồi, 800 ngàn, bao ship cho quý vị luôn, mua 5 tặng 1. Rồi, cây 39, ồ 38. Rồi, 38 này cao khoảng 1m5. Rồi, 1m5 cao. Dạ. Đó, tay cành của gì? Lật lá là bao nhiêu tay cành mình thấy rất là rõ ha. Rồi, có đế luôn. Hoành 25. 25. Đây, có con rễ bự đây, có cái lá nó che chứ đó, con rễ bự cái đó luôn đó. Đó. Cây 38 này em giao lưu 1 triệu 1. Đây có một rễ bự luôn đây nè, đó quý vị đó ha. Rễ đều. Rễ đều trơn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cây 38 này nói rồi. 1 triệu 1. Rồi, 1 triệu 1 quý vị. Rồi. Qua cây 39 luôn. 39 cao khoảng tầm 1m2 thôi ta. Rồi, cây 39 này lùng lực giống như cô chủ vậy đó. Đây, tay cành. Đó, để đây. Đó, cho cái hoành cái mình báo giá luôn. Hoành 19. Rồi, 19 hoành. Giao lưu nhiêu em? Dạ, cây 39 em giao lưu 800. Rồi, 800 ngàn. Mã số 39. Rồi, mình qua số tiếp theo luôn.
40 bên đây quý vị. 40 cao khoảng 1m6 có hơn á, tính luôn cái ngọn chắc khoảng 1m7 á. Rồi tính mét mét 6 thôi, cái ngọn nhỏ quá mình cắt mình bỏ ha. Chứ cũng không xài nó quý vị ơi. Cắt chân ngay đó nữa ra đặt lên ha. Đây tay cành nè. Tay cành rất là đẹp. Rồi, cho cái hoành luôn. Hoành 25. Rồi, chính xác. Rồi, xe nhẹ dòng đế luôn cô chủ. Này em giao luôn 2 triệu. À, để nở đẹp nha, xe đều ha. Đẹp. Tay cành cũng đẹp. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, qua cây mới luôn. Cây mã số 41 ha. 41 cao khoảng 1m rưỡi. Rồi, 1m rưỡi cao. Đó, tay cành đây. Rồi dừng luôn. Rồi mình cho cái quanh luôn. Nào quay qua cái bộ đế nè. À, có đế à. Luôn. Đó. Còn đây giữ hơn ha. 22 yếu tính 21. Rồi, chính xác. Cái này giao lưu nhiêu em? Dạ cây 41 này em giao lưu 900. Rồi, 900.000. Có đế có tàn luôn. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 42 này cao khoảng 1m4. Rồi, 1m4 cao. Rồi, cho cái hoành luôn. Hoành 21. Rồi, thân hơi lắc nhẹ đó quý vị. Dạ, cây 42 này em cũng giao lưu 900 luôn. Rồi, 900 ngàn. Rồi, mình qua cây số 43 bên đây quý vị ơi. Cây 43 thì cao cũng tầm khoảng 1m2 thôi, cũng lùng tè đây. Lùng tè giống như cô em phải không? À. Lùng tè, lùng còn tè nữa hả? Đó. Tay cành cũng đẹp ha. Đặt cái quý vị. Rồi, hoành luôn. Hoành 21. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, cây 43 này em giao lưu 800. Rồi, 800 ngàn. Qua cây mới luôn quý vị ơi. Cây 44 này thì cũng cao tầm 1m1, 2 thôi này. Nhưng mà cái tàn của nó nè. Tay cành chia đều ha. Tàn quá tài đều, nụ cũng quá tài chi chích luôn. À, tay cành chia rất là đều. Nụ mà thầy quay cái cây này quá tài nụ luôn. Rồi, nụ thì quá xá ha quý vị. Nụ thì chi chích luôn. Cây 44 này thì hoành nhỏ 16. 16 hoành. Dạ. Cây 44 này em có giao cái lưu 900. Nè. Đó, 900 cái em. Cái đế nè. Dạ, 900. Rồi, qua cây mới luôn quý vị ơi. Đây. Cây 45. Rồi, mã số 45. 45 cao khoảng 1m5 có hơn, tầm 1m6. Rồi, 1m6 đi ha. Dạ. 1m6 là thủ chắc. À. Tàn thì rất là tàn chia đều nha. À, để đây quý vị. À, tay cành cũng đều ha. Rồi, cho cái hoành luôn em. Hoành 24. Rồi, chính xác. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, cây số 45 này em giao lưu 1.1 triệu. Rồi, đế cũng đẹp này ha quý vị. Đây, có bộ đế nè. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 46. 46 cao khoảng 1m1 thôi. À, tầng tròn. Ở cái gì tầng tròn á ha. Tay cành ở đây. Đó, u ha. Hơi lạ xíu ha. Hoành 18, 19 yếu tính 18. Rồi. Cây 46 này em giao lưu 800. Rồi, 800 ngàn. Này có những cái mắt u hơi lạ cho với những cái khác xíu ha. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 47. Mã số 47. 47 cao khoảng 1m2. Rồi, 1m2.
bàn rất là tròn đều. Rồi cho cái hoành luôn. Cái này nó mất đi. Dễ cái gì. 18 yếu tính 17. Rồi giao luôn như em. Dạ cây 47 này em giao luôn 700. Rồi 700 ngàn được cây mai luôn quý vị ơi. À mai giảo nha. Quý vị nhắc lại nha quý vị, mua 5 tặng 1 nha quý vị. 5 cây tặng 1 cây. 48 cao à, tặng 1m3. Rồi. 1m3. Dạ. Rồi đỉnh đọt. Quanh luôn. Quanh thì bé tí 15. 15 quanh. Cây 48 này em giao lưu 500. 500 ngàn. Rồi qua cây mới luôn. Cây 49. 49 cao khoảng 1m7 có hơn. Ui trời ơi. Cái chuyện nó lật rồi đừng xây nữa. Thôi khỏi xây nha, cái chuyện nó lật đúng em ạ. Rồi đỉnh đọt đây quý vị. Rồi tay cành kéo ra 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 một lần nữa cho quý vị xem ha, từ trên xuống dưới. Cây này có cái củ nè trời. Rồi cái đo dưới cái củ nè thầy. Đo cái củ nha, 28. Dạ, còn đo cái hoành ở trên em. Hoành đây thầy. Hoành ngay đó đi. Hoành 23. 23. Củ 28 hoành 23. Dạ, nếu đo xê xíu nữa thì nó 22. 22. Dạ. Rồi cái củ à. Đây. Quá trời cái củ luôn. Cây 49 này em giao lưu 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu nha quý vị. Dạ. Có cái củ tròn tròn ha, nở ra tới 28 luôn. Cây 50 này cao khoảng 1m6. Rồi khoảng 1m6 ha, có đế. Rồi dừng nó tiền. Rồi kéo rà rà lên cho quý vị xem nè. Rồi quý vị đỉnh ha. Rồi kéo xuống lần nữa cho quý vị xem cho kỹ nha. Quanh 24. Rồi có đế luôn. Sẽ nhẹ dòng luôn. Dạ cây 50 này em giao lưu 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu. Có tay cành nè. Có đế luôn. Rồi bao ship cho quý vị luôn nha quý vị. Cây 51 này cao khoảng 1m4. Tay cành đẹp. Chia đều. Đang còn ẩm. Rồi cho cái hoành báo giá luôn em. Rồi hoành 18. Rồi giao lưu nhiêu đây. Dạ cây 51 này em giao lưu 900. Rồi 900 ngàn cho cây 51. Rồi mình qua 52 quý vị ơi. 52 cao khoảng 1m5. Rồi 1m5 cao. Rồi dừng điện ơi. Hoành 20 á thầy. Rồi 20 hơn ha. Tính 20 đi. Có cái củ cũng nở nở đó. Cây 52 này em giao lưu 900. Rồi 900 ngàn nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. 900 ngàn là bao ship cho quý vị luôn. Mua 5 tặng 1. Mã số 53. Cao khoảng 1m4 có hơn. Rồi 1m4 hơn luôn. Đàn này tròn gió. Tay cành. Sao cái bàn này nó bị gì bên đây, cái bàn này hồi nào trên trên hả? Quay nó cũng bị hơi đảo một xíu không? Rồi quanh luôn. Cây này quá trời bộ đế. Để to to không em. Rồi. Dạ quanh 22. Rồi chính xác. Rồi xe nhẹ dòng đế cái báo giá luôn. Đó, có bộ đế nè. Rồi giao lưu nhiêu tiền? Dạ cây 53 này em giao lưu 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu quý vị ơi. Rồi qua cây mới luôn. Cây 54 phải không thầy? Rồi 54 em. 54 này cao khoảng 1m4. Rồi 1m4 hơn luôn đó. Rồi dừng được rồi. Khỏi xe nè. Đó gì? Tay cành ha. Ra chậm 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 cho quý vị xem tay cành nè. Rồi hoành luôn. Hoành 19. Rồi. 20 yếu có một chiếc rồi, mẹo mà. 19 đi. Rồi xe nhẹ dòng đế luôn. Rồi giao lưu nhiêu tiền? Dạ cây 54 này em giao lưu 700.
Rồi 700.000 quý vị ơi. Rồi qua cây 55 luôn. Cây 55 cao khoảng 1,5 m. Tính luôn cái ngọn nhỏ. Rồi 1,5 m tính luôn ngọn nhỏ. Rồi tay cành đều ha. Rồi quanh luôn 16. 16 quanh. 16 quanh cây 55 nè, em vô lô 700. Rồi 55 700.000. Đó, có đế luôn. Vô. Rồi mã số 50. 57. 57. 57 này cao thì khoảng 1,1 m thôi. Rồi cho quanh luôn. Cái bàn này nó bạn gì bị trong trên hay nó lắc lắc quay cái nó bị lắc hết cậu ba. Bà tạng ở trong rồi ha. Rồi mã số 17. Giao luôn như đem. 57 thì em giao luôn 600. Rồi 600.000 bao ship cho quý vị luôn. Quý vị mua 5 cây tặng thêm 1 cây luôn. Rồi qua cây mới luôn. Cây 58. 58 đây quý vị. Cây này 58 cao khoảng 1,6 m có hơn. Rồi hơn 1,6 m. Rồi đỉnh đọt. Tàn của nó quá tuyệt. Ai cành đây. Rồi dừng luôn. Hoành 24. Rồi 24, 24. Rồi chính xác. Cây 58 này em giao lưu 900. Có đế. Rồi mình qua cây mới luôn. Cây 60. 59. Hả? 58 tới 59. 59 nhảy số. Cây 59 này cao khoảng 1,4 m thôi. Cái ngọn nó có chút xíu à. Tính 1,4 m ha. Rồi tính cái đằng cái ngọn đi. Tính ở phần đoạn dưới. À, tay cạnh quý vị. Rồi quanh luôn. Quanh là 18. Rồi. Cây 59 thì em giao luôn 600 luôn. Rồi 600.000 quý vị ơi. Rồi mình qua 60 quý vị ơi. 60 bên đây. 60 cao khoảng 1,5 m. Nghe nè. Rồi, đó nghe ở đó luôn. 25. 6 yếu tính 55. Rồi. 6 yếu có chút yếu à. Tính 55 đúng rồi đó. Để ở đây quý vị. Cây mấy rồi? 60. 60. Cây 60 em giao lưu 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu nha quý vị. Rồi. Mình qua cây 61 luôn. Bên đây. Cây 61 cao khoảng 1,4 m. Để nào nè ha. Cao khoảng 1,4 m. Cái này để tôi dời này cho. Hoành 23 hoành. Rồi. Cây 61 này em giao lưu 800. Rồi 800.000 nhưng quý vị, cây 61. 61. Rồi. Cây xuống cây luôn. Mã số 62 quý vị. 62 này cao khoảng 1,4 m. Rồi 1,4 m cao. Tàn rất là chi chít. Tàn đặc quẹo. Tay cành đặc ha. Đó, bự luôn. Rồi cho cái quanh em nó luôn. Quanh 21. Rồi 21 quanh. Để. Để. Để có đế. Để nổi. Đây bên đây cũng có hai con đế bự nha. Này em giao lưu 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu để có đế, tay cành có tay cành. Rồi. Qua cây 63 bên đây luôn. Cây 63 cao khoảng 1,5 m. Rồi 1,5 m. 8,000 cũng rộng thanh thang ha. À. Đây dừng luôn Trần ơi. Đây đỉnh đọt đây quý vị. Rồi kéo ra xuống nha. Đó tay cành đó.
cây 64 này em chưa kịp lặt, ôi 63 em chưa kịp lặt lá nên chủ kênh hay bây giờ ông chủ kênh lặt nè. Lặt lá rồi, 20 mấy đây, 21 rồi, 21 có hơn nha. Dạ 63 em giao lưu 1.1 triệu, có đế nha quý vị. Đó, để đó à, tay cành đây, anh đón tay cành lên đây để xây đây. Này lá quá xa, quay tiếp miếng rồi, dần đó ha quý vị. Nó bắt vô có đế, có tay cành ha, 63 ha. Nó bắt bậy gì á. Rồi qua 64 bên đây, cây 64 cao khoảng 1m4 có hơn, bắt tay đưa ông này tay cành đây quý vị. Quành ha. Dạ 18 quành, cây 64 này em giao lưu 700. Rồi 700.000, có tay cành luôn, chia đẹp nha. Rồi qua cây mới luôn. Cây 65. Cây 65 cao khoảng 1m3. Rồi 1m3. Rồi đừng xây nữa. Rồi chậm lại, rồi đứng luôn. Quành 19. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Cây 65 này em giao lưu 700. Rồi 700.000 quý vị ơi. Rồi qua cây mới luôn, 66 bên đây. Rồi cây 66 có tí nè. Toàn còn do. Cây 66 này cao tầm khoảng 1m1 thôi. Khoảng 1m1. Cái cổng đế cong cong quẹo quẹo đó, có đế nha quý vị. Rồi có đế luôn nha, rồi quanh luôn. Đây, đế rồi. Quanh là 18 này. Đây, rồi 18 quý vị ơi, chính xác. Cây 66 này em giao lưu 700. Rồi 700.000. Rồi qua cây mới luôn quý vị ơi, mình cũng nhắc lại nha quý vị, mua 5 cây tặng 1 cây luôn nha quý vị ơi. Mã số 67 cao khoảng 1m6 có hơn á. Rồi 1m6 có hơn. À, cứ 5 cây tặng 1 cây. Mã vô quý vị ơi, em khuyến mãi luôn ha. Đây cành đẹp nè quý vị. Yếu tính 19 đó thầy. Rồi chính xác. Dạ cây 67 này em giao lưu 900. Rồi 900.000, có cái cục u đó đó hả? Rồi qua cây mới luôn. Cây 68. 68 bên đây quý vị. Cây 68 cao khoảng 1m3 thôi, 9m3 thôi. 9m3 này ha. Dạ. Cây này quá trời nụ luôn, nụ tròn quá trời nhiều. Mấy cây này mà cô chú mà anh chị ở ngoài Bắc ha, mình đem về là mình chỉ việc chơi chinh Tết thôi, khỏi cần tước lá gì nữa hết. Rồi tước hết trơn còn lấy nữa tước. Còn đâu. Cây hoành 22 hoành. Cây 68 này em giao lưu 800. Rồi nụ qua cây mới luôn. Cây cành cũng chia đều ha, có nụ nhóc luôn ha. Rồi qua cây mới luôn quý vị ơi. Cây 69. Rồi 69 ở đây. Cây 69 cao khoảng 1m6 này. Rồi 1m6 đây. Rồi dừng luôn em, khỏi xây nữa. Rồi tay cành đây quý vị ơi, cành cũng quá xáo luôn ha. Đo dưới cái rễ ra đi, đo trên thì dưới 23. Cây 69 này em giao lưu 1 triệu. Rồi 1 triệu quý vị, tay cành chia đẹp luôn ha. Rồi qua cây mới luôn.
quay 70, cây 70 phải không? Qua cũng bị quên nè. Cây 70 tròn, cao khoảng 1,5 m á thầy, 1,5 m có hơn. 1,5 m hơn nha quý vị. Rồi dừng luôn Tiền ơi. Đây cành nào quý vị chia cũng đều ha. Rồi hoành 18 ha. 18 hoành quý vị ơi. Cây 70 này em giao lưu 800. 800 ngàn. Có rễ xè tứ phía hết trơn nha. Cây nào thì nói chung là mình cũng có nụ nhiều hết nha cô chú anh chị. Nhiều cô chú hỏi em, nhiều khi em quay vậy em không coi lại clip. Rồi quý vị, mình đến đây là kết thúc rồi quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị cái thích cái nào cái alo cho Tiền ha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị tiếp sau.